Kính thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 7 năm 2022, hàng trăm người dân xếp hàng dài trước phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Tây Ninh để làm hộ chiếu. Hôm nay, ngày 1 tháng 7 là ngày đầu triển khai cấp hộ chiếu theo mẫu mới. Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã tập trung cao độ tiếp nhận giải quyết cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới, đảm bảo nhanh chóng thuận lợi đúng quy định, đồng thời hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước để bảo đảm công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho nhân dân, giảm khối lượng công việc tại vị trí tiếp công dân cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đối với công dân chưa thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, sẽ tiếp tục sử dụng mẫu cũ trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 cho đến khi hết thời hạn trong hộ chiếu. So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều điểm thay đổi, đảm bảo kỹ thuật và khó làm giả. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh danh lam thắng cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.